anh Tiến ơi, bên anh có cái loa nào ngon, bổ, rẻ, gần Tết rồi em mang về quê biếu ông bà, ngon, bổ, rẻ ấy, thì mình không biết. Nhưng mà mình sẽ giới thiệu cho anh em một con hàng hơi rẻ rẻ ở đây. Đây, con này chính là con X10 Pro. Con này thì mình cũng mới nhập về để review cho anh em. Đây, hôm nay mình sẽ thử review cho anh em trực tiếp xem. Đây, giá đâu đó loanh quanh cũng chỉ vài trăm đến củ thôi, hơn củ thôi. Đây, xem là con này nó như nào. Đây, thế nhà sản xuất giới thiệu là bát là 25cm, đóng gói cũng tương đối được cẩn thận. Đây, 2 micro. Đây, 2 micro. Ôi, cầm nhẹ lắm không ạ? Chắc khoảng 5-7kg thôi. Nhẹ này thì dễ di chuyển cho anh em rồi. Đây, thôi mình xin phép là mình làm cho nó nhanh nhá. Mình xé cái bịch đen này cho nó nhanh, vì nhà sản xuất nó làm tương đối là chắc chắn. Đấy, tương đối là chắc chắn. Đây, anh em ở xa là cứ nhận hàng là yên tâm và tin tưởng. Yên tâm và tin tưởng. Đấy, đây anh em nhìn thấy chưa? Đấy, bốn xung quanh đều bọc gỗ. Gỗ này hình như là gỗ ép hay là gỗ thông ở đâu ấy, ở Đà Lạt. Đấy, bên trong này này có 2 cái micro. Trong này 2 micro. Không dây Sunbot, con này X10. Con này nhìn qua là bát 25. Một bát một chép. Giá đâu đó hơn củ thì nghĩ là cũng được các bạn ạ. Đây, ái chà. Ông này ông nâng cấp lên. Ông ấy chống chảy xước, ông ấy cho bốn cái này đều là bọc sắt này anh em này. Đấy, mình bán loa hay quen rồi. Nên review những loa rẻ tiền này mình rất là kén các bác ạ. Ừ. Tại vì sợ các bác mất lòng, rẻ mà đòi hay mà. Khó. Đây, lắp pin và thử tiếng mic cho các bác nghe xem nào. Đây, xem cái bo mạch nó như nào. Rồi, đây. Các bác nhá, khuyến khích các bác khi mà bật loa lên á, nhớ là vặn cái âm lượng nó nhỏ lại nhá, không bị hú nhá, loa nào nó cũng hú hết, trừ khi lắp chung hú mới không hú thôi. Đây. Con này có USB thẻ nhớ này, có chỉnh bát chung tép và có eco này. Đây. 6 7 ồ, tiếng mic hay viết quý vị ạ. Lên đi vô nhá. Lên. 6 7 1 2 2 đường thương đau đầy ải nhân gian. Mình hát thử một bài hát xem nào. Đây, thử luôn các bác nghe xem là chất lượng âm thanh nào. Các bạn, alo, 6, 7. Alo, 1, 2. Quả là hết pin. Do cái mic này. Đây, hát thử bài karaoke xem nào. Liên tục chiều mưa nhạc bài. Alo, 1, 2. Alo, nghe thấy mic chắc quyết quý ạ. 2 pin. Đây, 2 pin. Cân nặng 5kg. Đấy. Thử luôn này. Alo, nhạc căng đang kia. Alo, 6712. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa bạn cũ, gặp nhau đêm mây mưa rơi, tách cà phê ấm môi, mình ngồi ôm lại những phút giây cho loãng mất rồi. Này cây vườn về bên đường xe lăng ban trưa, này con dương dần và sân ga tắm như mưa, mái trường thì ấu thơ và này căn nhà vắng ngồi cạnh nhau nghe đêm mưa. Hai tiếng vui đấy đấy đấy. Đấy, thưa quý vị là lanh quanh đâu đó. Lanh quanh đâu đó giá chỉ khoảng 1-2 triệu, nhưng mà theo mình nghĩ, cá nhân mình nghĩ thôi nhé, cá nhân mình nghĩ đáng mua hay không thì mời quý vị bình luận xuống bên dưới. Đây, X10 Pro. Chào các bác.